Rồi, quẩy huyết lên là quyết canh mới được. Rồi, trời ơi. Tổng thể giới được tâm nguyên và kính thưa tổng thể và con quát và các chị em đã có mặt trong buổi tang lễ hôm nay. Giờ này em cháu cũng xin được bước vào lên trên để làm một lớp đầu quan. Đó hôm nay em cháu sẽ dọn ra một lớp tường làng quê vắng bóng mẹ và gia diện như sau. Em Nguyễn Sơn trong giai tướng cấp trung bình bấy lâu nay chiêu binh mại dọn ai chợ về đây thì mẹ mình không còn nữa. Tướng cấp trung bình từ sự ra sao? Và hôm nay tướng cấp trung bình gồm có đó là bốn đệ, nhị đệ, tam đệ và tứ đệ, ngũ đệ và các đệ này võ công của rất cao cường và mạnh dạn như nó đang giữ cổ quan tài ở bên trong nói về hát đạo quỳnh bào và loài yêu nghiệt đó là chi gian thịt người và uống máu người xương cái đất thành núi và em cháu có tiêu diệt được hát đạo quỳnh bào và loài yêu nghiệt hay không thì em cháu xin mời bà con quát và các chị em xem qua gia diện của chúng em xin được phép bắt đầu này hỡi bà quân tư sĩ bây giờ này anh em ta đang giữ núi phân cực này trở về đây các đại hãy dừng binh mà hạ trại để đại ca xâm nhập vào trong thống và thỏ tượng chân giả đó nghe chưa nay ở bên trong là hầu qua sớm chết ai sau hôm nay lại cửa đất quên gặp các tiếng kêu ai ở bên trong hãy cùng ta đây sức đầu lộ diễn các đệ hãy bao giày muốn biết nếu có gặp quý thì nhiều quý gặp ma thì trừ ma chúng ta hò lưng ú thì kịp giờ đại lỡ đó nghe chưa thì ắt chẳng sai bốn cái đồ đã đột nhập vào đây để ta ra tay cần lòi yêu nghiệt này hỡi bà hương tứ sĩ ngày cưới như một tờ đảm mẫu tại sao bên trong cũng vẫn còn hủ tối các người hãy thật xuống lên để sống vào bên trong người biết đấy nghe chưa Nhắc đến là chúa động màu, chúa động ma quạ, ai biết luôn
chuyện gì. Nói hòa huynh hòa tình quý, có bằng thức này. Này lời quý dương có ai nói cho các người được biết. Bây lâu nay ta đang tung hoành ngang dọc dược núi đèo non. Anh em ta đem đến với thầy Liêu gọi quay gót trở về đây để cho linh uống cùng bà về nơi an nghỉ cuối cùng. Nhau cứ khó tạc của nè ta. Đúng. Nghĩ nhau nhau nói nè ta bà hồi vậy. Thắng được nè ta. Xin lấy chỗ quà tạc. Ồ, tạc được khó tạc lấy được lấy thì sao? Thắng được lấy đâu rồi, hỏi sao? Này lời quý khó các người hãy nghe cho kỹ đây. Thận thời thì lấy đức nghiêm nhung bằng phố nghịch. Đừng chắc ở đây anh em ta ra tay lấy đạo mạng xa. Bằng phố nghịch ta lấy cái gì lấy vậy à? Đúng rồi. Mọi người xin thu. Này nhị đệ, này tam đệ, này tư đệ, này ngũ đệ, này thông cho bốn đệ là chấm bước thơm hoàng. Hãy xâm nhập vào trong bắt cho được chúa động ma hoàng như vừa. Chúng ta hò lưng ngũ ta tán ngang rồi thằng bộ nó nghe. Thank you.
và trước khi em cháu bước vào làm lễ đầu quan, nhớ em cháu là chị Phạm Ngọc, bà con có và các chị em xin nhìn tình ta tới bộ anh ta. Yeah, 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 ye